Nhà giàu chơi chữ. Ông ơi, có việc gì mà mới sớm mà đã xuống thị trấn làm gì thế ạ? Đi nhanh cái chân lên, con cứ càm ràm. Hôm nay ở dưới thị trấn có ông thầy đồ viết thư pháp, ta phải đến xin một cái chữ mới được. Xin chữ ấy ạ? Để làm gì thưa ông? Đúng là dốt quá. Xin chữ là thú vui của những bậc cao nhân học rộng hiểu nhiều. Lần này xin cái chữ cho họ mở mang tầm mắt. Ta cũng là người có thú tao nhã là chơi chữ, biết thưởng lãm cái đẹp, hiểu chưa? Dạ, con biết rồi. Thế đi mau lên. Thưa thầy, thầy cho con xin chữ tài. Thầy cho con xin chữ đức ạ. Thầy cho tôi xin cái chữ vì treo lên nơi trang trọng ở nhà, cho bà con xóm giềng đều biết tôi là người trí thức, biết trọng cái chữ. Vậy ông xin chữ gì? Tôi cũng không biết rõ lắm, thầy cứ thử gợi ý cho tôi xem. Có người cầu tài thì xin chữ tài, người cầu an thì xin chữ an, hoặc có những người xin chữ về để tu theo đức tin ấy, như là chữ nhẫn thì phải nhẫn nhịn, chữ nhân thì phải tốt bụng, không ham hư vinh. Cái chữ nhẫn đầu tiên ấy thì thế nào vậy thầy? Những người xin chữ nhẫn thì phải tu tâm sao cho được cái tâm trụ vững như đá, bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khác ganh ghét, lăng nhục, mưu hại vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thản nhiên như không. Hay quá! Vậy thầy cho tôi xin chữ nhẫn. Thầy mới nói qua mà tôi đã thấy cái tâm của mình cũng giống như chữ nhẫn ấy quá. Vâng, để tôi viết cho ông. Mày về nhà làm ngay cái khung trang trọng, treo ngoài cửa, cho mọi người đi qua đi lại đều nhìn thấy. Từ nay sẽ không còn ai dám coi thường ta là cái ít học nữa nha. Ây da, hôm nay nhà lão ấy lại còn chơi chữ nữa cơ đấy. Từ giờ chúng mày đừng có chê cười ta ít học nữa nha. Thưa ông, đây là chữ gì ạ? Bọn con không được đi học nên không có đọc được. Đây là chữ nhẫn. Phàm những người thờ chữ nhẫn như ta đều phải tu cái tâm rất cực khổ, sao cho được cái tâm trụ vững như đá, bình an trước mọi nghịch cảnh, bị người khác ganh ghét, lăng nhục, mưu hại, sư vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thản nhiên như không. Vậy ngài đã tu thành chữ nhẫn rồi phải không ạ? Tất nhiên rồi, không tự dưng ta treo chữ ấy tại đây làm gì? Thưa ông, đây là chữ gì ạ? Mắt dạ kém quá, không có đọc được. Dạ, chữ nhẫn thưa cụ, ta tu hạnh nhẫn nhục nên xin chữ nhẫn đó mà. Ít người tu được chữ nhẫn này lắm thưa ông. Chữ viết đẹp thế này, chứng tỏ ông cũng là người rành thư pháp lắm đây. Vâng, đúng đấy thưa cụ. Ông ơi, đây là chữ gì ấy ạ? À? Chữ nhẫn bà ạ. À. Đúng là chỉ được cái vỏ rỗng lại còn khoe khoang. Thưa ông, thầy viết chữ gì đấy ạ? À? Chữ nhẫn. Chà, chữ đẹp quá ông ạ. À. Con nghe nói người nào tu chữ nhẫn thì phải có cái tâm vững lắm. Ai nói gì sắc mặt cũng nhẫn nhịn được, phải không ạ? À? Đúng rồi. Ông ơi, ông ơi, cái chữ kia là chữ gì ấy ạ? À? Vừa rồi ông nói mà con quên mất rồi ạ. À? Chữ nhẫn, đồ dốt gia truyền. Có mỗi chữ nhẫn mà chúng mày cũng hỏi ông hết lần này đến lần khác từ sáng tới giờ. Cút ngay. Thôi ông ơi, ông đang tu theo chữ nhẫn cơ mà, tâm vững như bàn thạch. Ai chê cười gì cũng coi như nước đổ lá khoai cơ mà ông. Tao đúng là trò lố mà. Câu trả lời của phù thủy. Ngày xưa ngày xưa, trong một lần binh loạn, vua Arthur đã rơi vào tay của quốc vương Kha hùng mạnh, người nổi tiếng với mưu lược vượt trội
đi kèm với sự chiều chuộng sủng ái hết mực hoàng hậu của mình. Arthur, ngươi nghĩ với binh lực của mình mà có thể tranh chấp được vùng đất phía nam ấm áp màu mỡ với đội quân hùng mạnh của ta sao? Giờ ngươi đã rơi vào tay ta, để xem ta xử lý ngươi như thế nào đi. Mấy hôm nữa là lễ hội mùa xuân rồi, Đức vua anh minh, nhưng đừng làm mọi người mất vui đấy nhé. Ồ, hoàng hậu xinh đẹp tuyệt trần của ta có ý gì sao? Ngài biết rồi đấy, thiếp là một người chẳng thích máu me, nhất là vào những dịp lễ vui vẻ sắp tới. Nàng nói cũng phải, sắp tới là ngày vui của cả vương quốc ta, và ta thì lại không thể làm tình yêu của ta phiền lòng được. Vậy nàng hãy thử đưa ra cách xử lý hắn xem sao. Đức vua kính mến, thần thiếp có một cách xử lý vô cùng thú vị, không biết ý ngài sao? Nể tình hoàng hậu của ta có tấm lòng nhân ái, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi sẽ có thời hạn 1 năm để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của hoàng hậu. Nếu sau 1 năm ngươi vẫn chưa tìm được câu trả lời đúng đắn, thì tính mạng và vương quốc của ngươi sẽ thuộc về ta. Ngược trở lại, nếu đúng, ta sẽ để cho đất nước nhỏ bé của ngươi an toàn. Câu hỏi sao? Là gì vậy nhỉ? Ngươi hãy tìm câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi: phụ nữ thật sự muốn gì? Phụ nữ thật sự muốn gì? Chỉ một câu hỏi như vậy thôi ư? Suốt 1 năm trời, Đức vua Arthur đã huy động cả vương quốc tìm ra câu trả lời đúng nhất, nhưng đều thất bại. Đức vua bèn trông cậy tất cả vào Gawain. Gawain, là ta đây, bảo mẫu Đai Sa đây. Bảo mẫu Đai Sa sao? Đã lâu lắm rồi con không gặp người. Người vào đi ạ. À? Bảo mẫu của con, những tưởng người đang nghỉ dưỡng ở quê nhà. Hôm nay người đến thăm con sao? Biết con đang vô cùng lo lắng cho đức vua, nên ta đến đây mong có thể giúp được con. Phải chăng bảo mẫu biết được câu trả lời cho câu hỏi của nhà vua? Câu trả lời thì đến ta, sống đến lúc gần về đất rồi cũng chẳng biết được. Nhưng ta biết có một người có thể trả lời cho con. Là ai vậy? Là ai vậy? Đó chính là mụ phù thủy ở trong rừng sâu lâu năm. Mụ ta chắc chắn biết được câu trả lời, nhưng cái giá của mụ luôn là rất cao. Sau 1 ngày lặn lội trong rừng sâu, cuối cùng Gawain đã có thể tìm thấy ngôi nhà nơi mụ phù thủy xấu xí trú ngụ. Bà chính là mụ phù thủy thông thái sao? Ngươi chính là vị tướng Gawain mưu trí hơn người. Sao bà biết ta? Vị tướng nổi tiếng khắp vùng kinh kỳ này ai chẳng biết. Ngươi đến đây có việc gì, mau nói đi. Tôi muốn tìm đáp án của một câu hỏi mà tôi biết ngoài bà ra chẳng ai có thể trả lời được. Đó là phụ nữ thật sự muốn gì? Bà không biết câu trả lời sao? Sao lại cười như vậy? Dễ ợt. Nhưng hà cớ gì ta phải nói cho nhà ngươi biết? Ta nói rồi, ngươi sẽ cho ta được gì? Ta chẳng có nhiều tiền của. Vậy bà muốn đánh đổi điều gì? Nếu ta nói cho ngươi biết đáp án, ta muốn ngươi phải lấy ta làm vợ, tướng Gawain ạ. Sao? Ngươi có dám trao đổi không? Lấy một mụ phù thủy già nua gớm ghiếc kia về làm vợ ư? Đó quả là một điều khủng khiếp nhất trên trần gian. Nhưng thời hạn 1 năm sắp kết thúc. Nếu ta không đồng ý, thì tính mạng của nhà vua và vương quốc này sẽ lâm nguy. Ta đâu thể bỏ mặc. Ngươi có dám không? Được rồi, ta đồng ý. Thật chứ? Ngươi đồng ý lấy ta làm vợ? Đúng vậy. Câu trả lời khiến cho hoàng hậu và vua Kha rất sững sờ. Và tính mạng vua Arthur cũng như vương quốc của ngài cuối cùng đã được bình an. Điều đó đồng nghĩa với việc một đám cưới mà chẳng ai mong muốn cũng được diễn ra. Chàng không định mời ta nhảy sao? Tưởng tướng quân của chúng ta lấy được một cô gái xinh đẹp đảm đang lắm, ai lại kết đôi với mụ phù thủy gớm ghiếc? Gawain thật can đảm khi chàng có thể nhận lấy và chung sống với mụ ta suốt đời. Chàng không hối hận vì lấy ta chứ? Ta đã quyết định thì sẽ chấp nhận sự lựa chọn đó.
chàng hãy đợi ta trong phòng. Ta đi trải chuốt một chút để chúng ta cùng tận hưởng đêm tân hôn lãng mạn nhé. Dù muốn hay không, thì giờ đây chúng ta đã làm lễ thành hôn. Và mụ đã trở thành vợ của ta. Ta phải cố gắng chấp nhận để sống cuộc đời còn lại. Cô là ai mà đi lạc vào đây? Đây là phòng tân hôn của tôi. Mong cô nhanh đi cho, kẻo mọi người nhìn vào không hay. Chàng không nhận ra ta cũng phải thôi. Ta chính là mụ phù thủy, người vợ mà chàng sẽ cùng chung sống suốt đời đây. Cô nói gì vậy? Cô xinh đẹp như thế này đâu phải là... Đây là sự cảm tạ thái độ của chàng khi ta trông rất khủng khiếp, nhưng chàng vẫn cố gắng chấp nhận ta. Từ giờ trở đi, một nửa thời gian ta sẽ là một cô gái xinh đẹp tuyệt vời, còn một nửa thời gian sẽ là mụ phù thủy. Vậy chàng sẽ chọn người nào vào ban đêm, người nào vào ban ngày? Ta thật sự không biết phải lựa chọn như thế nào, vậy nên ta sẽ để cho nàng tự quyết định. Hãy làm điều mà nàng muốn. Vậy từ nay ta sẽ mãi mãi là người đẹp, bất kể là ngày hay là ban đêm. Ta lựa chọn như vậy bởi chàng đã tôn trọng và cho phép ta sử dụng cuộc sống riêng theo ý mình. Và chàng có biết câu trả lời mà ta đã nói với đức vua là gì không? Điều mà tất cả phụ nữ đều thực sự muốn, đó chính là được sử dụng cuộc sống riêng theo ý của mình. Và cảm ơn vì chàng đã làm điều đó với ta. Bất cứ người con gái nào cũng xứng đáng tự do lựa chọn cuộc sống và thực hiện hạnh phúc cho bản thân. Kể từ đó, Gawain và mụ phù thủy chung sống hạnh phúc với nhau đến trọn đời tại Vương quốc Arthur yên bình. Sự tích bánh phu thê. Mình dừng tay ăn chút bánh cho đỡ đói. Mình ăn đi, bánh sáng tay em mới làm xong đấy. Bánh mình làm vẫn là ngon nhất, cảm ơn mình. Mình này, dạo này mùa màng thất bát quá. Anh nghĩ kỹ rồi, nếu chúng ta cứ trông chờ mãi vào khu vườn này thì sẽ chết đói mất thôi. Anh định đi làm ăn xa một chuyến. Hôm trước, anh Năm rủ anh lên huyện làm thuê. Nghe nói trên đấy họ trả công cao lắm. Mình nghĩ sao mình? Nhưng em e đường xá xa xôi, đi lại vất vả. Em sợ mình sẽ đổ bệnh mất. Ở nhà thì cả hai vợ chồng mình cũng sẽ chết đói thôi. Anh quyết rồi, đợi khi anh làm ăn khấm khá rồi sẽ về đón mình. Lúc đó mình chỉ việc ngồi mát mà hưởng thụ thôi. Anh đi đây, mình cố gắng chờ tôi. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, vợ chồng mình sẽ bớt khổ mà. Mình đi cẩn thận. Mình cầm mấy chiếc bánh này đi ăn cho đỡ đói. Mình đi đường nhớ cẩn thận nhé. Không bánh nào ngon bằng bánh vợ làm. Cứ hễ ngửi thấy mùi bánh này, anh sẽ nhớ tới mình. Anh sẽ cố gắng vì tương lai của vợ chồng mình. Mình ở nhà cũng phải cẩn thận. Đợi anh nhé. Em sẽ chung thủy và đợi mình về. Cho dù xa nhau, nhưng lòng em vẫn luôn ngọt ngào, đậm đà như bánh. Mình hãy luôn nhớ điều đó nhé. Được rồi, ngươi xuống bếp đi, sẽ có người hướng dẫn ngươi công việc cụ thể. Yên tâm, ở với ta, nếu chăm chỉ thật thà, ta sẽ không để ngươi bị chết đói đâu. Dạ vâng ạ, con đội ơn ông ạ. Dạ, chào cô. Thưa cha, chàng trai đó là ai đấy ạ? Người phụ bếp mới của nhà ta đấy, nhìn cũng cao to đấy chứ, chắc hắn sẽ làm được việc đi. Phụ bếp mới ư? Ôi, chàng thật khỏe. Vậy uống thuốc nào chàng ơi? Ấy, việc này cứ để tôi có thể tự làm được mà. Sao chàng cứ khách sáo với em vậy? Tôi... Em rất có tình cảm với chàng. Nếu chàng đồng ý ở lại đây làm chồng em, cha em sẽ để lại hết gia sản này cho chàng. Chàng chỉ việc ngồi đó mà hưởng thụ thôi. Chàng là một người khỏe mạnh, thông minh lại tình cảm. Em tin ở chàng.
Nhưng tôi đã... Hay chàng chê em? Em không vừa mắt chàng. Ồ, không, không phải. Tôi không có ý đó. Hây... Hây, tôi cũng không tin anh Tứ lại có thể thay lòng đổi dạ như vậy. Nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ấy chuyện trò vui vẻ với con gái ông Phú. Hơn nữa, tôi còn nghe đồn họ vài tháng nữa sẽ làm đám cưới. Cô tính thế nào đây? Chờ tôi một chút. Tôi cũng không biết nói gì cả. Nhưng tôi tin chồng sẽ không bỏ tôi. Tôi nhờ anh gửi túi bánh này cho anh ấy. Nhìn thấy nó, anh ấy sẽ hiểu. Không biết gì đây nhỉ? Chàng, có ai đó gửi đồ lên cho chàng. Bảo người ở quê gửi lên này. Người ở quê ư? Bánh là bánh. Từ ngày chàng bước xuống ghe, sống bao nhiêu đợt, bánh rầu bấy nhiêu. Mình phải về thôi. Vợ mình đang đợi mình. Anh Tứ, anh đi đâu vậy? Thế là em mất anh thật rồi sao? Mình đâu rồi? Mình, anh xin lỗi. Suýt chút nữa anh đã mắc sai lầm. Đã để em phải chịu khổ rồi. Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa. Anh sẽ chỉ ở đây bù đắp khoảng thời gian khó khăn mà em đã trải qua mà thôi. Em biết mà. Em đã tin khi nhìn thấy những chiếc bánh đó, anh sẽ quay trở về bên em mà. Loại bánh đó tượng trưng cho sự thủy chung của người vợ đối với chồng, và người ta gọi đó là bánh phu thê. Ngày nay, loại bánh này thường hay có mặt trong tiệc cưới như một lời nhắn nhủ đến các đôi vợ chồng trẻ phải biết yêu thương và chung thủy với nhau mãi mãi. Sự tích quả dưa hấu. Ngày xưa, vào thời vua Hùng, có một chàng trai tên là Mai An Tim. Chàng nhanh nhẹn, tháo vát, thông minh, tài trí hơn người, nên được nhà vua rất mực yêu mến. Mặc dù được nhà vua tin dùng ở triều đình và được ban cho rất nhiều của ngon vật lạ, nhưng chàng vẫn chăm chỉ làm lụng. Chàng ơi, thôi chàng dừng tay vào dùng bữa đã. Ngày mai, chàng phải vào cung sớm để bái kiến đức vua rồi. Cảm ơn nàng, ta xong việc rồi đây. Xét thấy Mai An Tim thông minh, tài trí hơn người, đã cùng các quan đại thần giúp ta hoàn thành nhiều việc lớn. Này, ta ban thêm cho Mai An Tim 1.000 lượng bạc, cùng 100 sắp lụa tốt, 10 lượng vàng và 1 viên hồng ngọc. Mai An Tim quả thật có phúc, được vua yêu mến tin dùng, còn ban cho nhiều bổng lộc. Kính thưa đức vua, được đức vua ban cho nhiều bổng lộc, hạ thần vô cùng cảm kích. Tuy nhiên, hạ thần xin phép được từ chối. Sao cơ? Lại có người dám cả gan từ chối bổng lộc của vua ban sao? Người nói gì cơ? Tại sao? Người dám... Dạ, kính thưa đức vua, hạ thần nghĩ rằng của cải của mình làm ra mới là của mình. Của cải của người khác mang đến, đó là của nợ mà sau này mình nhất định sẽ phải trả. Nhà ngươi đã không tôn trọng bổng lộc mà trẫm ban cho, vậy từ nay ngươi sẽ không nhận bất kỳ bổng lộc nào của ta nữa. Để ta xem ngươi sẽ sống ra sao. Hãy đầy cả gia đình Mai An Tim ra đảo hoang. Trên đảo hoang này thì chúng ta chết mất thôi. Chúng ta có đôi bàn tay. Đôi bàn tay này sẽ làm ra của cải. Chỉ cần vợ chồng mình đoàn kết đồng lòng, rồi chúng ta sẽ không sợ chết đói. Ở đây không có thức ăn, không có nước uống. Làm sao chúng ta sống được đây? Em hãy tin anh. Chúng ta có sức khỏe, có đôi tay, có trí tuệ. Chúng ta sẽ sống được. Có nước ngọt rồi.
một loại hạt lạ mà ta chưa thấy bao giờ. Nhưng chim ăn được, chắc chắn người ăn được. Ta cứ thử trồng xem sao. Ngày ngày, Mai An Tim hết sức chăm bón loài cây lạ. Không phụ lòng Mai An Tim, cây đã lên mơn mởn, hoa nở trắng xóa. Thôi chết rồi, lại sắp mưa to gió lớn rồi, phải che chắn gấp cho cây. Bố ơi, quả lạ lớn quá kìa. Để bố bổ cho con ăn nhé. Quả lạ ngọt quá mình ơi, mình ăn thử xem này. Ngon quá. Một thời gian sau, có cơn bão xảy ra. Một số tàu buôn dạt vào đảo hoang. Mai An Tim tiếp đón họ niềm nở, thân tình. Thấy có thứ quả lạ, ngon, họ đem đổi loại quả đó lấy nhiều vật dụng cần thiết. Nhờ đó mà gia đình Mai An Tim trở nên sung túc, đầy đủ. Chắc đức vua chưa bao giờ được thưởng thức quả ngọt như thế này. Ta phải gửi về cho đức vua thưởng thức cùng mới được. Mình lấy con dao ra đây. Chúng ta sẽ khắc tên mình lên quả gửi ra đại dương. Rồi một ngày bệ hạ sẽ nhận được loại quả ngon này. Nhưng đức vua đã đày chúng ta ra đảo hoang. Đó là vì đức vua đã hiểu lầm ý của ta. Khi nhận được những quả này, đức vua sẽ hiểu ra. Một loại quả lạ kìa. Vớt nó lên xem là quả gì. Có khắc tên Mai An Tim này. Tâu với đức vua xem sao. Muôn tâu đức vua, có một loại quả lạ trôi lên đên trên biển. Trên loại quả đó có khắc tên Mai An Tim. Vậy ư? Vậy ngươi dâng lên đây ta xem. Thế là Mai An Tim còn sống ư? Các ngươi lên đảo hoang xem Mai An Tim sinh sống thế nào trên đảo. Dạ, hạ thần đã dò xét. Mai An Tim đang sống rất sung túc trên đảo. Ta thật cảm phục nghị lực, ý chí, lòng quyết tâm của con. Con đã nói đúng. Của cái mà mình làm ra mới là có giá trị nhất. Còn của biếu là của lo, của cho là của nợ. Hãy cho gọi cả gia đình Mai An Tim về đây cho ta. Mai An Tim trở về đã phân phát hạt giống cho người dân, làm giàu cho nước Việt một loại cây quý. Đó chính là quả dưa hấu ngày nay. Tiền dư. Đây đây, của cháu đây. Cảm ơn cháu nhé. Chị đợi tôi một chút nhé. Cháu mua mấy chiếc nào? Dạ một chiếc ạ. Bà Tám ơi, bán nhanh lên chúng tôi muộn mất. Được rồi được rồi. Tại hôm nay bỗng nhiên mọi người mua bánh giò đông quá mà. Các cô các cháu thông cảm nha. Ôi, mình được trả tiền thừa. Ôi, số mình thật là hên quá đi. Mình đưa có 20.000 mà bà Tám lại tưởng mình đưa 100.000. Ôi chà, bữa nay Dũng đại gia ghê. Tớ bảo này, chiều tan học tớ với cậu đi mua súng nước đi. Loại to nhất ấy, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc. Rồi tớ với cậu sẽ đánh bại thằng Hùng với thằng Quân luôn. Ừ, chúng nó có súng nước to hơn nên tớ với cậu toàn thua. Thật là mất mặt quá đi. Lần nào các cậu cũng thua hết, thật là chán quá đi. Bọn tớ cũng muốn thua mà không được. Cậu mua cho tớ một chiếc súng nước thật hả? Ừ, tớ với cậu cùng một đội mà. Thế cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Bây giờ không phải đóng tiền học, cũng không phải mua sách. Làm sao mà tự dưng bố mẹ cậu cho cậu nhiều tiền thế? Cậu cứ bình tĩnh nghe tớ giải thích đã. Sáng nay tớ mua bánh giò chỗ bà Tám. Bà Tám nhầm nên trả dư tiền cho tớ. Hả? Làm sao mà cậu phải hốt hoảng? Mà cậu phải nhớ giữ bí mật đấy. Tớ sẽ mua súng nước cho cả cậu nữa cơ mà. Trời ơi, bà Tám trả nhầm cho cậu nhiều tiền như thế, chắc ngày hôm nay bà chẳng lãi được là bao. Cậu đem trả lại cho bà Tám đi. Sao tớ phải trả? Cậu cứ lo xa. Hôm nay đông người mua bánh giò lắm. Với lại bà già rồi nên sẽ không nhớ là đã trả nhầm cho tớ đâu. Ý tớ không phải như thế. Tớ không lo bà Tám có nhớ trả tiền nhầm cho cậu hay không, mà tớ thương bà Tám. Cậu cũng biết là buổi sáng bà Tám bán bánh giò ở cổng trường mình. Nhưng chắc cậu chưa biết, hôm nào bà cũng đạp xe đi bán bánh khắp ngõ ngách tới tận khuya mới về. Tối nào lúc tớ chuẩn bị đi ngủ cũng nghe thấy tiếng rao của bà Tám. Mẹ tớ còn bảo chồng bà Tám đang bị bệnh, con cái thì không có nên bà phải một mình vất vả kiếm sống.
Ai bánh giò đi? Ai bánh giò nào? Cậu không thương bà Tám lại còn lấy tiền của bà ấy nữa. Ừ thì tớ không biết nên mới vậy. Sáng mai tớ đem trả bà Tám tiền là được chứ gì. Cậu tức giận làm cái gì? Giờ mà thú nhận thì xấu hổ quá. Hay là mình cứ âm thầm đưa trả lại cho bà ấy thôi. Này cậu, cậu có mua bánh không thì đi nhanh lên, người ta còn mua nữa chứ. Dạ, bà cho cháu một chiếc bánh giò ạ. Đây, bánh của cháu đây. Này cháu ơi, cháu trả dư tiền cho bà rồi nè. Nè, cháu ơi. Tới trả tiền bà Tám rồi. Thấy bà Tám nói sao? Bà Tám chả nói sao cả. Cảm ơn chị, lần sau chị lại mua bánh của tôi nữa nhé. Tất nhiên rồi, bánh giò bà Tám là ngon nhất. Chào bà Tám nhé, tôi đi nha. Chà, mấy hôm nay bán được ghê, vẫn còn sớm quá. Có khi từ mai mình phải làm thêm bánh để bán thôi. Mà không biết cái thằng bé sáng nay trả nhầm tiền cho mình nó học lớp nào nhỉ? Đang là học sinh thì làm gì có tiền. Có khi mất nhiều tiền thế, còn bị bố mẹ mắng cũng nên. Tội nghiệp. Chuyện mình phải quay lại để trả tiền cho thằng bé mới được. Thằng bé kia rồi. Tại cậu bảo tớ trả tiền bà Tám nên giờ chẳng còn tiền mà mua súng nước nữa. Chúng ta chơi bằng cái cũ cũng được. Chơi vui là chính mà. Cậu vừa làm một việc tốt nên vui mới phải. Thôi, cậu đừng có ủ rũ nữa. Này cháu ơi. Dạ, cháu chào bà. Sao giờ này bà vẫn ở đây? Bà vẫn chưa bán hết bánh à? Lúc sáng bà nhận dư tiền bánh giò của cháu. Lúc đó bà gọi mà cháu không nghe thấy. Bà đợi mãi tới giờ tan trường. May quá, gặp được cháu ở đây rồi. Trời ơi, bà Tám thật là tốt quá. Vậy mà hôm trước mình còn mừng khi bà trả tiền dư cho mình nữa. Ôi, mình thật là xấu tính. Thế là thế nào hả Dũng? Cháu sai rồi. Cháu xin lỗi bà Tám. Sự thật là hôm qua cháu nhận tiền dư của bà mà không đem trả lại. Hôm nay cháu xấu hổ nên khi đưa cho bà cháu không dám nói thật. Bà ơi, cho cháu xin lỗi nha bà. Cháu biết nhận lỗi là tốt rồi. Bà không trách cháu đâu. Bà già rồi nên hay quên, hay lẫn. Bà cảm ơn cháu đã đem trả lại cho bà số tiền dư nhé. Cảm ơn cậu nhé. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.